Đây là bài 10 trong loạt bài nghe nói tiếng Trung giao tiếp Build Trust 1 của Hội quán Tam Thế. Tỷ sứ cửa, nà sư sấy đờ su. Bài 10, đó là sách của ai? Hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Người Trung Quốc. Trung Quốc nhân. Cô giáo Trần. Trần lão sư. Đây là anh trai em. Chưa sư của cơ cơ. Đây sư của cơ cơ. Bác sĩ. Y sinh. Bà ngoại. Ngoại phố. Người Anh. Yên của rỉnh. Má Đại Phi. Má Tào Quấy. Người Mỹ. Mấy của rỉnh. Ký túc xá của Vương Tiểu Vân. Wang Xiao Yun de su sơ. Không biết. Bù chư đạo. Tạm biệt. Zài jiàn. Tiểu thư. Xiao jiè. Nhà ăn ở đâu? Zàn tīng zài nǎr? Số 204 tầng 2. 2层204 号. Không cần cảm ơn. 不用谢. Tống Hoa. Sùng Hóa. Ở đây, ở chỗ này. 在这儿. Mình đến muộn rồi. 我来晚了. Chào các em, dùng khi thấy cô giáo chào học sinh. 同学们好. Đến giới thiệu một chút. 来介绍一下. Lưu Minh. Liễu Minh. Đại học Đông Phương. Đông Phương Đại học. Tên là gì? Chào sớm mà miếng gì? Đại vệ. Đào vệ. Lưu học sinh. Lưu học sinh. Hãy nghe tên nhân vật Mary trong đoạn hội thoại. Mã Lị. Mã Lị. Mã. Mã. Lị. Lị. Mã Lị. Mã Lị. Hãy nghe từ sách. Su. Su. Sách của ai? Sấy đờ su. Ai? Sấy. Sấy. Của ai? Sấy đờ. Sách của ai? Sấy đờ su. Sấy đờ su. Sách của bố. Bà bà đờ su. Bà bà đờ su. Sách của mẹ. Má mà đờ su. Má mà đờ su.
Sách của anh trai. Cơ gờ đờ su. Cơ gờ đờ su. Sách của bà ngoại. Ngoại bố đờ su. Ngoại bố đờ su. Anh trai của ai? Sấy đờ cơ gờ. Sấy đờ cơ gờ. Em trai của ai? Sấy đờ tì tì. Sấy đờ tì tì. Sách của ai? Sấy đờ su. Sấy đờ su. Bà nội của ai? Sấy đờ nải nè. Sấy đờ nải nè. Hãy chú ý từ tơ trong cụm định ngữ sấy đờ su. Cụm này bắt buộc phải có tơ. Hãy nói kia là sách của ai? Nà sì sấy đờ su. Nà sì sấy đờ su. Là sách của bạn phải không? Sì nì đờ su mà. Sì nì đờ su mà. Hãy nghe từ bạn cùng phòng. Thống u. Thống. Thống. U. U. Thống u. Thống u. Bạn cùng phòng của mình. 我同屋. 我同屋. Của bạn cùng phòng của mình. 我同屋的. 我同屋的. Là của bạn cùng phòng của mình. 是我同屋的. 是我同屋的. Sách của bạn cùng phòng của tôi. 我同屋的书. 我同屋的书. Là sách của bạn cùng phòng của mình. 是我同屋的书. 是我同屋的书. Hãy nói lại, kia là sách của ai? 那是谁的书? 那是谁的书? Là sách của bạn cùng phòng của mình. 是我同屋的书. 是我同屋的书. Anh ấy là bạn cùng phòng của cậu à? 他是你同屋吗? 他是你同屋吗? Bây giờ hãy nghe từ sách giáo khoa. 课本. 课本. 课. 课. 本. 本. 课本. 课本. Sách giáo khoa tiếng Hán. Nguyên văn là Hán ngữ sách giáo khoa. 汉语课本. 汉语课本. Hãy thử nói sách giáo khoa tiếng Anh.
英语课本 英语课本 Sách giáo khoa tiếng Việt 越南语课本 越南语课本 Sách giáo khoa tiếng Trung 汉语课本 汉语课本 Sách giáo khoa gì? 什么课本 什么课本 Hãy thử nói sách gì? 什么书 什么书 Kia là sách gì? 那是什么书 那是什么书 Là sách tiếng Trung à? 是汉语书吗? 是汉语书吗? Là sách giáo khoa tiếng Hán phải không? 是汉语课本吗? 是汉语课本吗? Là sách của bố mẹ mình. 是我爸妈的书. Trong đó từ ba ma là cách nói tắt của từ ba và ma mà. Bố mẹ mình. 我爸妈. 我爸妈. Sách của bố mẹ mình. 我爸妈的书 我爸妈的书 Là sách của bố mẹ mình 是我爸妈的书 是我爸妈的书 Bây giờ hãy nhắc lại học sinh của Học viện Ngôn ngữ 语言学院的学生 Giáo viên của Đại học Ngoại ngữ 外语大学的老师 Lưu học sinh của Đại học Đông Phương 东方大学的留学生 东方大学的留学生 东方 东方 Đại học Đông Phương 东方大学 Lưu học sinh 留学生 Hãy thử nói ngôn ngữ gì Nguyên văn là cái gì ngôn ngữ? 什么语言? 什么语言? Hãy nhắc lại từ học. 学 学 Học ngôn ngữ gì? 学什么语言? 学什么语言? Hãy thử nói, anh học ngôn ngữ gì? 你学什么语言? 你学什么语言? Hãy nói, tôi học tiếng Anh. 我学英语. 我学习英语 Tôi học tiếng Việt Nam 我学越南语
我学习越南语. Hãy nhắc lại sách của ai? 谁的书? Sách của thầy giáo Lưu. 刘老师的书. Sách của bạn trai tôi. 我男朋友的书. Sách của bạn gái tôi. 我女朋友的书. Sách của bạn học của tôi. 我同学的书. Bây giờ hãy nghe từ từ điển. Sứ điển. Sứ điển. Sứ. Sứ. Điển. Điển. Sứ điển. Sứ điển. Từ điển tiếng Hán. Hán ngữ từ điển. Hán ngữ từ điển. Từ điển tiếng Anh. Anh ngữ từ điển. Anh ngữ từ điển. Từ điển tiếng Việt Nam. Việt Nam ngữ từ điển. Việt Nam ngữ từ điển. Từ điển Anh Việt. Âm nhạc từ điển. Âm nhạc từ điển. Từ điển Hán Việt. Hán nhạc từ điển. Hán nhạc từ điển. Bây giờ hãy nghe từ tiếng Nhật. Rư ngữ. Rư ngữ. Rư. Rư. Rư ngữ. Rư ngữ. Từ điển tiếng Nhật. Rư ngữ từ điển. Rư ngữ từ điển. Học tiếng Nhật. 学日语. 学习日语. Hãy nói Hán Nhật. 汉日. 汉日. Từ điển Hán Nhật. 汉日词典. 汉日词典. Từ điển gì? 什么词典? 什么词典? Sách gì? 什么书? Sách giáo khoa gì? 什么课本? 什么课本? Sách giáo khoa tiếng Nhật. 日语课本. 日语课本. Sách tiếng Nhật. 日语书. 日语书. Từ điển tiếng Nhật. 日语词典. 日语词典. Bây giờ hãy nghe từ chính là. 就是. 就是. 就. 就. 是. 是. 就是. 就是.
Chính là anh ấy. 就是他. 就是他. Chính là tôi. 就是我. 就是我. Bạn trai của tôi chính là anh ấy. 我男朋友就是他. 我男朋友就是他. Kia chính là sách của tôi. 那就是我的书. 那就是我的书. Đây chính là từ điển của tôi. 这就是我的词典. 这就是我的词典. Anh trai tôi chính là bác sĩ. 我哥哥就是医生. 我哥哥就是医生. Em trai anh ấy chính là phóng viên. 他弟弟就是记者. 他弟弟就是记者. Bây giờ hãy nghe từ điển tiếng Hán, tiếng Nhật. Nguyên văn là Hán ngữ, Nhật ngữ, từ điển. 汉语日语词典 Chính là từ điển tiếng Hán, tiếng Nhật. 就是汉语日语词典 Đây chính là bạn học của tôi. 这就是我的同学. 这就是我同学. Hãy thử nói, bạn cùng phòng của Mary. 玛丽的同屋. 玛丽的同屋. Chữ tơ trong cụm này không được lược bỏ. Của bạn cùng phòng của Mary. Mã Ly đã thống u đợ. Mã Ly đã thống u đợ. Sách của bạn cùng phòng của Mary. Mã Ly đã thống u đợ su. Mã Ly đã thống u đợ su. Bây giờ hãy trả lời các câu hỏi sau theo đúng nội dung của bài. 那是玛丽的书吗? 那是玛丽的书吗? Bùshì, 那是玛丽的同屋的书. Bùshì, 那是玛丽的同屋的书. 那是不是大卫的书? 那是不是大卫的书? Bùshì, 那是玛丽的同屋的书. Bùshì, 那是玛丽的同屋的书. 那是英语课本吗? 那是英语课本吗? Bùshì, 那是汉日词典. 不是, 那是汉日词典. 汉日词典是什么词典? 汉日词典是什么词典?
就是汉语日语词典。就是汉语日语词典。 Bài học này đến đây là hết. Hãy liên hệ với Hội quán Tam Thế qua Face hoặc qua số điện thoại 0977309925 để đăng ký học trực tiếp hoặc đến mua trọn bộ các giáo trình của Hội quán nhé.